Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một chiếc xe ngon bổ rẻ trong tầm giá 5 triệu mà lại mang thương hiệu của Mỹ, Bema. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chiếc xe này. Vâng, trước tiên em sẽ quay về hình thức chiếc xe. Chiếc xe mang màu sơn đỏ. Và những logo của xe thì sơn trắng các bác nhé. Hình thức em đánh giá chiếc xe này còn trên 80%, 80 đến 90%, còn khá là mới. Với một mức giá trên dưới 5 triệu, các bác có thể sở hữu một chiếc xe thương hiệu Mỹ rồi. Đây, em quay cận cảnh của sơn. Những vết xước nhỏ li ti không đáng kể. Xe này có khung nhôm cũng khá là nhẹ, chỉ trên dưới 10 cân thôi. Xe có yên nhựa các bác nhé. Hãng yên Vertu cũng khá nổi tiếng này. Các bác có thể lên Google và search thêm về chiếc yên này. Dù là dòng touring nhưng mà xe này có phanh ba mảnh khá là đặc biệt. Đây là logo của xe này, Dema. Gạt đĩa Siano Sora, Siano của Nhật các bác nhé. Đùi đĩa nhôm. Dema là một hãng của Mỹ. Bây giờ em sẽ quay trang web của Dema. Người ta đã làm một trang web riêng về chiếc xe này, à về hãng này. Đây các bác có thể thấy đây là trang web của Dema. Rất nhiều những anh Tây. Đây có thể rất nhiều xe trong này luôn. Các bác có thể vào trang web này để xem Dema.buy. Và đây là chữ F-RAM. Như các bác đã biết, F-RAM là nói lên là thương hiệu của Mỹ rồi. Nhưng bác đạp xe rồi nó không còn xa lạ với chữ F-RAM nữa. Cổ Ford, ghi đông là của Motachi của Nhật các bác nhé. Xe sử dụng bộ tay bấm Shimano. Đây bộ tay bấm nó rất dễ nhìn số này. Đây là bên đĩa hai tầng, tay bấm hai tầng. Xe sử dụng bộ lốp. Đây em quay bộ lốp, thông số lốp các bác xem. Bảy trăm nhân 23C. Hình thức lốp thì còn rất là mới. Gai đầy đủ. Càng nhôm. Khung xe có size 19. Phù hợp các bác là từ 1m6 đến 1m7. Xe sử dụng bộ cấu hình của đề Antut và 2, 4, 6, 7, 7 lít và hai đĩa cho xe 14 tốc độ. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết chuyển động của xe.
lên líp đây. Khá là mượt mà, chân chu. Xuống líp. Giờ là xuống đĩa. Lên đĩa. Ok. Sẽ quay lại tất cả những chi tiết xe cho các bác xem. Dema, F-RAM, ghi đồng cổ Ford Motachi. Khung xe size 19. Từ các bác từ 1m6 đến 1m7 đi được. 7 lít 2 đĩa. Gạt đĩa Sora. Củ đề Antut. Vâng, và chỉ có mức giá 4.8 triệu các bác đã sở hữu một chiếc xe touring thương hiệu Mỹ Dema F-RAM. Hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này. Và các bác hãy vào YouTube nhấn Kiên Xe Đạp, nhấn cái chuông các bác để xem những video mới nhất bên em được thông báo nhanh nhất. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.